Xin chào các bạn, mình là Phước Thắng. Sau lưng mình là backdrop của cuộc thi Classic Barber Heart and Hand nha các bạn. Thì đây là nơi ngày mai chúng ta sẽ chụp hình và check-in nha. Mình sẽ dẫn các bạn vào bên trong hội trường nha các bạn. Đây là toàn cảnh chúng ta đang set up để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai nha các bạn. Đây là sân khấu các bạn. Đây là nơi để cho hai vị giám khảo của chúng ta sẽ đứng ở đây và workshop cho các bạn xem những kỹ thuật cũng như họ trình diễn và tay nghề cho các bạn xem. Và đây là hàng ghế của top 10. Ngày mai khi chúng ta xong cái phần bán kết, chúng ta sẽ tiến vào phần chung kết. Top 10 sẽ tranh gọi là giải quán quân với nhau. Hàng ghế này ngày mai sẽ là để cho 10 bạn thí sinh chúng ta sẽ tranh tài với nhau. Thì công tác chuẩn bị của tụi mình đến đây là hầu như đã gần hoàn thiện rồi. Và trong đêm nay tụi mình sẽ chạy chương trình luôn, để đảm bảo rằng ngày mai cuộc thi sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Hẹn gặp tất cả các bạn vào ngày mai và chúc cho tất cả các thí sinh sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình. Peace. Thí sinh sẽ có tổng thời gian thi đó là 60 phút để hoàn thiện tác phẩm. Và trong 60 phút đó, các giám khảo của chúng ta không chỉ chấm riêng về phần kỹ thuật không các bạn, không chỉ riêng về phần tác phẩm nữa, kỹ thuật, thần thái và tất cả mọi thứ của các bạn sẽ được thể hiện trên đó. Cho nên hy vọng các bạn sẽ tỏa sáng hết mình. Và sau khi chúng ta kết thúc phần thi thì chúng ta sẽ chỉ có 10 người vào top 10 để chúng ta tranh. Chúng ta vào phần chung kết và chúng ta tranh giải quán quân. Và chỉ có một giải duy nhất, cho nên các bạn hãy chiến đấu hết mình nha các bạn. Sẵn sàng chưa? Điểm quá. Số 2. Chúng ta có 60 phút. 60 phút. Bắt đầu.
Và trước khi công bố kết quả của top 10 thí sinh thì bên phía ban tổ chức sẽ có một phần đó là mình sẽ trao quà cho top 50 thí sinh trước. Bởi vì các bạn đã xuất sắc, đã vượt qua được vòng loại thì top 50 thí sinh này tất cả mọi người sẽ được bên ban tổ chức sẽ trao tặng phần quà. Và thứ tự mình sẽ mời lên sân khấu một lượt như là 10 bạn nha. Thí sinh thứ nhất mang mã số. Số đầu là số 3. Bấm lấy. Nguyễn Hữu Thắng 34. Đỗ Thành Long số 17. 35. Đặng Minh Luân. Không phải Minh Luân. Số 18, Nguyễn Quang Minh. Số 18, Nguyễn Quang Minh. Thông 9, Lê Văn Hòa. Nguyễn Phương Nam. Số 10. Lê Tây Phương Sương, 01. Và những bạn này đã xuất sắc vào top 10 và sẽ có phần quà của nhà tài trợ trao tặng cho top 10. Xin mời nhà tài trợ. Đây là tất cả những cái lá thăm nha mọi người. Tất cả những cái lá thăm sẽ là số ngẫu nhiên nha mọi người. Và chúng ta sẽ xáo trộn ở đây. Và chúng ta sẽ bốc ngẫu nhiên xem mẫu của chúng ta là ai nha mọi người. 02. Thí sinh mã số 02. 07. 07. Không qua. 03. Ok. Thí sinh tiếp theo Lê Văn Hòa. Ban tổ chức cuộc thi Hết Lần Hàng Classic Burger Contest xin chính thức tuyên bố vòng chung kết chính thức bắt đầu. Nếu mà thí sinh nào mà diễn đạt thành văn tốt thì chúng ta có thể nói, nhưng giới hạn maximum chỉ là 1 phút 30 giây thôi. Chúng ta nói về quy trình chúng ta thực hiện kiểu tóc này và nói ra tất cả những cái ý đồ, những cái ý định tại sao chúng ta lại cắt kiểu này trên cái form đầu này và đã xài những sản phẩm gì và đã tạo ra những kỹ thuật gì để có thể ra được kiểu tóc này. Và thí sinh mang mã số 1, Phong Sương. Lê Tống Phong Sương đã sẵn sàng chưa? Bây giờ phía MC sẽ
bấm giờ và chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây để chúng ta trình lại tác phẩm của mình nha, để thuyết phục tất cả mọi người cũng như ban giám khảo ở đây. Sẵn sàng chưa? Ok, 1 phút 30 giây, bắt đầu! Trên tóc này mình lấy cảm hứng từ thập niên 50. Hai bên quan sát, hai bên tay quan sát, chạy đất theo phần mái của bọn mình. Chúng ta đi mình là những kẻ cảnh của mọi người đi hót. Đó, thì đa phần mọi người sẽ có những cái kiểu tóc mà nó ngắn xung quanh phía trắng. Đa dạng hóa đây, không nhất thiết là mình quá là khuôn quá. Đấy, mọi người dùng pomade hay là không dùng pomade thì chúng ta có thể làm mọi người. Mình không thích bị dạng hóa. Đây mình chấp nhận với mình. Thì cái kiểu tóc này thì mình lấy cảm hứng đó là từ Adobe Capture. Hay là cái sản phẩm em sử dụng ngày hôm nay là gốc dầu khi cắt cho này với phần tung và sử dụng tung hay gốc dầu của OK, cũng như mọi Hùng đã nói thì trong quá trình mình và Hùng cắt chia sẻ kỹ thuật thì có gì các bạn cứ hỏi ha. Bây giờ mình và Hùng sẽ cuộc sắp. Thì Classic Barber Contest thì có một thí sinh rất là đặc biệt. Bạn này là người Singapore và bạn đã book vé máy bay về đây để tham dự cuộc thi này. Xin phép được phỏng vấn bạn ha. Hey bro, what's your name and where you from bro? I'm Dougie, I'm from Singapore. So, how you feel after the Classic Barber Contest bro? Great. You know, I experienced about competition. You know, good experience. Have the good vibe and have a lot of experience, right? Yeah, good vibe. I learned a lot about classical hair. Which your barber shop in Singapore, bro? Right now, I'm actually freelancing barber. Oh, freelance. Yeah. Freelance barber. So how you learn the barbering form, bro? I learned myself, like from YouTube, then maybe look at people cut hair. Then I learned how to cut hair. I cut every day, so that's how I learned. Wow, really nice, bro. Nice to meet you, bro. Nice to meet you.
Bạn nói là bạn là barber freelance bên Singapore và bạn không có shop, tức là hiện tại bạn đang free. Thì và một cái điều đặc biệt là bạn tự học qua YouTube và bạn coi tất cả mọi người ở các barber, các tiệm khác cắt và bạn học hỏi từng ngày từng ngày. Thì cái mục đích bạn đến Việt Nam là tham dự cuộc thi này á, là bạn muốn học hỏi là chủ yếu. Cái vấn đề chiến thắng giải thưởng không quan trọng đối với các bạn. Đúng là một bạn rất là ham học hỏi và rất hoan nghênh cho cái sự nhiệt tình này. Đây là một bạn thí sinh rất là xuất sắc, đã lọt vào top 50 và thậm chí là vào được top 10. Thì mình muốn biết là cảm nghĩ của bạn như thế nào khi mà bạn được trong top 50 và cảm nghĩ như thế nào về top 10 nữa. Nó trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc á, bạn có thể cho mọi người biết được không ạ? Điều tiên là em xin gửi lời cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi rất là hay và tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc. Lần đầu tiên vô top 50 thì em cảm thấy là vỡ òa luôn, mà không ngờ là mình còn thậm chí vô được top 10. Cho nên em cảm thấy cũng có một phần vui, cũng có phần hơi tiếc xíu. Và em mong là năm sau chương trình sẽ tiếp tục để mình có thể tiếp tục tham gia. Với lại có theo dõi cái phần mà ứng xử của bạn thì bạn rất là hoạt ngôn, bạn ứng xử trả lời câu hỏi rất là lưu loát. Thì không biết cái đó là mình đã có chuẩn bị tinh thần trước chưa hay là lúc đó mình ngẫu hứng và mình trả lời thôi? Thì hầu như là em đi tới đây là em chỉ mang theo gọi là đồ nghề thôi, em không có chuẩn bị trước cái gì hết. Vô phần ứng xử thì em chỉ cảm thấy là em trả lời giống như là em đang trả lời những câu hỏi thắc mắc của khách hàng với đối với mình, em cũng chưa chuẩn bị gì cả. Đó là mọi thứ đều là tự nhiên hết. Ok, câu trả lời rất là dễ thương nha mọi người, và rất là hoan nghênh cái tinh thần đến đây để tham gia cuộc thi và học hỏi của bạn này. Xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Thì sau khi mình được công bố là mình nhận được cái giải quán quân này á, mình thật là bất ngờ luôn. Mình cũng không suy nghĩ là mình sẽ được cái giải thưởng cao nhất đó. Khi mà mình được gọi lên á, mình cảm giác cũng rất sướng lắm mọi người. Và đến bây giờ mình cũng chưa nghĩ là mình đã được lấy cái giải cao nhất của chương trình đó. Thì mình cũng cảm ơn hết anh em đã tạo ra một cái sân chơi thật là ý nghĩa để cho anh em kết nối với nhau. Ngày mình đến đây thi á, đầu tiên mình không đặt nặng là mình sẽ lấy giải gì hết. Và mình chỉ nghĩ là nếu mà mình có giải thì mình sẽ vui thôi, còn không có thì mình sẽ về cố gắng. Chỉ vậy thôi. Cuối cùng thì mình cảm ơn chương trình Hết Anh Hen đã tạo ra một cái sân chơi để cho mọi người đến đây thi với nhau, gặp gỡ nhau để truyền cái năng lượng tích cực về phát triển tay nghề. Cảm ơn chương trình.